sao ạ? Tức là mình chỉ có một kênh duy nhất, đấy là cái Facebook lầu của mình. Mình không tìm được những cái kênh khác. Mình cảm thấy bế tắc khi bán hàng. Đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Mình không có kênh. Bây giờ mọi người phải biết là muốn bán được nhiều đơn hàng thì mình phải có nhiều kênh. Và chưa kể cái kênh của mình, tôi phải thêm một cái từ là lầu. Bởi vì sao ạ? Bạn thì chẳng có mấy, suốt ngày đăng ảnh, suốt ngày đăng sản phẩm đấy lên, bọn nó nhìn phát sáng lên. Có đồng ý thế không ạ? Vì sao ạ? À vì tiếp tục là mình không biết đăng bài như thế nào cho nó hay, không biết đăng bài nào cho nó hấp dẫn. Bắt đầu câu tiếp theo là gì? Khó quá, em không làm được. Tất cả chúng ta sẽ thấy rằng là tôi đứng đây thế thôi ạ. Nếu tôi không chịu khó học hỏi, tôi cũng không thể sống được trong một cái thị trường mà bây giờ chính những người học trò mà tôi dạy ra bây giờ đi cạnh tranh trực tiếp với tôi. Đúng không ạ? Và nhưng mà tôi không có cách nào khác, bởi vì tôi phải làm. Người ta gọi là chia sẻ thì còn mãi, mà không chia sẻ thì còn nguyên. Đấy, thế nếu mà mình cứ giấu nghề thì không ai biết đến mình cả. Mà bây giờ tôi nói anh chị nghe, tôi cạnh tranh trực tiếp với chính học trò của tôi. Vì những người tôi dạy các bạn ấy ra, các bạn ấy thấy làm ăn ngon quá là nó cũng mở, nó cũng làm tùm lum tứ lưới rồi đấy. Nhưng không sao cả, đấy là thị trường cạnh tranh. Và chúng ta phải hiểu rằng là mỗi một người nó có một thì và một thời. Nếu chúng ta không hiểu điều đấy để chúng ta nỗ lực thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Đấy, kể cả như là với thương hiệu và của sản phẩm thì các anh chị cũng cần phải thường xuyên là thay đổi bao bì, thay đổi kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng. Đúng không ạ? Chứ không phải là mình có 5 sản phẩm, 7 sản phẩm như này là mình cứ bán mãi. Các bạn có để ý như Omo đúng không ạ? Xà phòng ấy, thực ra tôi nghĩ cái ruột nó chả thay đổi cái gì đâu. Xong rồi cứ thỉnh thoảng nó lại làm cái bao bì mới, năng lượng xoáy, rồi năng lượng xanh. Đúng không ạ? Thực ra chẳng ai biết, các mẹ chẳng biết năng lượng xoáy, năng lượng xanh là cái gì. Nhưng đấy là một sự đổi mới sản phẩm. Và nó không tạo ra sự nhàm chán cho khách hàng. Các anh chị là người bán hàng, các anh chị có cần phải đổi mới không ạ? Có cần không ạ? Quá cần đi chứ. Ở đây bao nhiêu người đã có ý định chụp những bộ ảnh mới về bản thân mình. Ví dụ như tôi nhé. Các anh chị thấy tôi xuất hiện ở trên mạng là thường trông rất là lịch sự đúng không ạ? Vâng, thế bây giờ tôi chuẩn bị đi chụp một bộ ảnh là tôi sẽ tôi không xăm, người tôi không có hình xăm nào cả. Nhưng mà tôi sẽ muốn chụp một cái bộ ảnh mà tôi sẽ phải vẽ Hana hình xăm giống như là dân chơi ấy. Bởi vì tôi chạy xe phân khối lớn. Sau đó tôi không bao giờ có một cái quần bò nào rách cả. Nhưng vì tôi đi chụp ảnh để tạo ra một hình ảnh mới. Các chị hiểu ý tôi không? Là tôi cũng phải quần da, rồi quần bò rách, rồi giày khủng bố. Đấy, trông rất là dữ dằn, trông rất là gangster. Để tôi thu hút thêm những cái ánh nhìn mới của cộng đồng. Các anh chị có hiểu ý đâu ạ? Bao nhiêu người đây đã có ý định như vậy? À, có một người, có một người duy nhất thôi ạ. Thế thì số những đại lý còn lại vẫn sẽ trung thành với hình ảnh hiện tại. Các anh chị có nghĩ rằng hình ảnh hiện tại của mình cũ rồi không ạ? Cũ rồi đúng không ạ? Vâng, tí nữa ghi vào là phải là làm thế nào để làm mới. Cái việc làm mới liên tục là rất quan trọng. Cái hình ảnh mình bây giờ các anh chị thấy là máy ảnh bây giờ rất là nhiều, thợ chụp ảnh rất là rẻ, 1-2 triệu cái là có được một bộ ảnh up dần. À, cái up dần thì rất hay nhá. Tôi kể các bạn nghe, đây là một kinh nghiệm học trò tôi nó dạy tôi. Hôm nó bán hàng, thằng này phải nói là quái kiệt về bán hàng. Nó bán cái sản phẩm tâm linh. Các anh chị có tin không ạ? Câu chuyện này không được tiết lộ, nhớ nhé. Nó nhập 14.000 đồng Việt Nam đồng ấy. 14.000 Việt Nam đồng là bây giờ là đổ không đổ 1 lít xăng ấy. Nó bán 14 triệu Việt Nam đồng. Biết nó làm nào? Nó đi sang Malaysia, nó đi sang Thái Lan. Nó tìm vào những cái chùa, sau đó là nó chụp ảnh một loạt, nó đang đấy, nó đang làm lễ với các sư thầy, chụp sẵn để đấy up dần. Đấy, nó cứ bảo là sắp sửa nhập lô hàng mới, em bắt đầu lại up, lại lên đường thỉnh kinh. Các anh chị chỉ cần nhìn vào Facebook của nó, các anh chị có biết là nó đi từ bao giờ không? Không đúng không? Chỉ biết là nó đang thỉnh kinh với thầy đúng không? Nó chụp một lần, đi du lịch nó bảo một chuyến thế có 6 triệu thầy ơi.
chụp sẵn một ổ cứng để đấy, mang theo cái gì, một vali quần áo. Hay thế thì nhiều quần áo thì bọn nó mới biết được mình đi nhiều. Có mỗi cái váy này mặc đi mặc lại chụp với các thầy nó biết ngay, hiểu không? Ừ, mình phải mặc nhiều. Đấy là bắt đầu cứ chuẩn bị tung ra sản phẩm mới, nó lại lên đường thỉnh kinh, âm hình. Thế là bọn kia tưởng là nó lên đường thỉnh kinh thật, nó bán hàng quá trời luôn. 14.000 Việt Nam đồng nhập, nó bán 14 triệu. Tôi bảo là mày mở lớp này để thầy theo. Phải nói là thôi mình bỏ qua cái chuyện giá đấy, cái chuyện đấy thì nó hơi tế nhị, nhưng mà cái cách nó làm là áp dần ấy là cách rất là hay. Bây giờ mình mất một công đi chụp ảnh đúng không, mình chuẩn bị đăng style luôn, công chúa diêm dúa đúng không ạ, đấy, hoặc là gì ạ, business thành đạt, mang luôn 5 bộ đi mình chụp đấy, xong mình áp dần thay đổi. Chứ bây giờ lại mơ lại lôi nó thằng thợ ảnh ra chụp thấy tốn tiền quá, đúng không ạ? Vâng, nên làm như vậy nha, nên làm như vậy. Rồi, không bán hàng đa kênh này, không xây dựng thương hiệu cá nhân, không xây dựng thương hiệu cá nhân. Bây giờ ở đây có bao nhiêu người được biết đến là chùm mỹ phẩm ạ? Có bao giờ ở đây được ai liệt kê là chùm mỹ phẩm không ạ? Tôi nghĩ chắc có một người ở đây thôi ạ. Vâng. Các chị phải học chị Trang đúng không ạ? Rõ ràng sếp mình là một người ít nhất theo một nghĩa nào đó là có một cái sự thành công nhất định. Tôi không dám nói là thành công rực rỡ hay là thành công ở mức độ nào. Tôi nói là ít nhất là thành công ở một mức độ nào đó, đúng không ạ? Vậy thì mình phải học hỏi là tại sao chị làm được mà mình lại không làm được. Không phải theo nghĩa là chị làm được có thương hiệu riêng Trang Bon, ngày mai mình cũng ra Phan Anh Bon, đúng không? Người Việt mình rất hay có kiểu là gì? Thấy người ta làm được là mình cũng trường. Mà mình phải học như thế này, ví dụ chị thành công như thế nào, chị đã nỗ lực như thế nào, chị đã viết bài như thế nào, chị đã xây dựng hình ảnh cá nhân như thế nào. Mình học cái điều đó. Và khi nào mình cảm thấy mình đủ mạnh, đủ khỏe, đủ tài chính, mình nói chuyện với người ta đàng hoàng là em muốn tách ra làm riêng. Mình đàng hoàng tới mức để người ta còn ủng hộ mình, thậm chí người ta còn góp vốn cùng với mình. Chứ đừng có lần bắt đầu ra mở riêng xong bắt đầu lại quay ra đâm luôn chính các đối tác và bạn hàng của mình. Người Việt mình là thường như vậy. Thường nha, không phải tất cả, nhưng thường rất ít người có thể làm được những chuyện đàng hoàng lắm. Các anh chị có đồng ý với tôi không ạ? Đấy, rồi không hiểu nhu cầu tâm lý khách hàng, đúng không ạ? Thiếu quy trình, thiếu kỹ thuật bán hàng. Khách hàng họ phản hồi, họ cứ chat với họ. Các anh chị có hay rơi vào cái tình trạng là chat xong một hồi khách hàng đặt xem và không trả lời tiếp? Đúng rồi, có, cười gật đầu. Trong trường hợp đấy làm gì ạ? Không biết làm gì hết. Không biết làm gì hết. Vâng. Vậy đây là lời khuyên nhé, đây là lời khuyên ạ. Nếu như không bán được hàng ngay tại thời điểm đó, không bực tức, không cáu gắt, chuyện đấy rất bình thường. Hãy nhớ rằng là gì? Hãy nhớ rằng là việc không bán được hàng là chuyện bình thường, chứ không phải việc bán được hàng mới là chuyện bình thường, mà thực tế là chuyện không bán được hàng mới là chuyện bình thường. Vậy thì mình chẳng có gì phải cáu gắt cả, mà mình làm gì ạ? Mình tiếp tục duy trì mối quan hệ với họ. Nhá, tôi sẽ dạy, đây là quy trình. Cái đứa mà rã xem của tôi ấy, mà không trả lời ấy, thì tôi sẽ vào Facebook của nó liên tục. Đấy. Nó đăng hình con nó lên ấy, là tôi khen con nó xinh lắm, mặc dù xin lỗi, xấu chết đi được, đúng không ạ? Nhưng mà đấy là nghề bán hàng. Nhá, đôi khi nói dối một chút cũng không hại gì, đúng không ạ? Và cứ suýt xoa. Thế thì mọi người có đồng tình với tôi là người ta mua hàng bằng cảm xúc không? Đúng không ạ? Người ta thích các anh chị rồi thì các anh chị nói gì chẳng được. Thế thì phải làm cho người ta thích đi,
khuyến mại, đúng không ạ? Cảm ơn anh.